Rau hữu cơ là các loại rau được canh tác trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng các loại phân bón hóa học, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích nảy mầm, kích thích tăng trưởng, không sử dụng thuốc diệt cỏ hay các sản phẩm biến đổi gen và các chất bảo quản. Bên cạnh đó, đất trồng được kiểm định thường xuyên để đảm bảo đạt chuẩn tơi xốp, canh tác tốt, đầy đủ chất dinh dưỡng cho rau phát triển. Nguồn nước sạch, không nhiễm kim loại nặng hay chịu ảnh hưởng của các nguồn nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Vì có những tiêu chuẩn cao như vậy, để đảm bảo cây rau sinh trưởng và phát triển tốt, trong quá trình trồng, bà con nên có một số những lưu ý sau. Khi phát hiện sâu và ổ trứng của sâu hại, cần tiêu diệt ngay để tránh bùng phát mạnh. Nhất là khi thời tiết chuyển mùa hay có mưa bão kéo dài, việc kiểm tra cũng giúp nắm bắt các chuyển biến bất thường khác của cây trồng để có biện pháp xử lý kịp thời. Có hơn 100 họ côn trùng như nhện, dây mềm, dẹp có thể gây hại cho hoa màu. Những loại côn trùng này có thể làm thức ăn cho những loài khác như bọ rùa, kiến ba khoang, chuồn chuồn. Bà con có thể tạo điều kiện cho các loại thiên địch này phát triển bằng cách trồng các loại hoa thiên nhiên như cỏ ba lá, cỏ đinh lăng xung quanh vườn rau hoặc chỗ trống gần nơi trồng rau để kích thích sự phát triển của côn trùng có ích đến tiêu diệt sâu hại. Dùng băng vải, ni lông dựng thành khung hoặc chắn xung quanh vườn bảo vệ rau trồng khỏi côn trùng tấn công. Kỹ thuật này có hiệu quả với một số loại bọ cánh cứng và bọ xít, rau ăn lá. Biện pháp này thường áp dụng đối với các loại dưa leo hoặc các loại rau không cần cho thụ phấn, đồng thời cũng có tác dụng giảm xương giá và hạn chế chuột bọ tấn công. Ngoài ra, nhà lưới, nhà màng còn có tác dụng kéo dài mùa vụ gieo trồng rau, bảo vệ rau khỏi các điều kiện môi trường bất lợi và ngăn chặn các tác động xấu khác lên cây rau. Bà con nên trồng một số loại cây dẫn dụ gần vườn rau để nhử côn trùng tập trung, nhằm giảm áp lực gây hại cho rau trồng. Sau đó, loại bỏ những cây này khi côn trùng tập trung mật độ cao, gây hại nhiều. Cây dẫn dụ còn có thể đóng vai trò làm rào chắn tự nhiên đối với sự di chuyển của các loài gây hại. Hiện nay chúng ta đã có nhiều giống rau có khả năng kháng sâu bệnh tự nhiên. Vì vậy, người nông dân có thể áp dụng một số giống rau kháng côn trùng đã được các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng. Bà con cần theo dõi thông tin nghiên cứu về tập tính một số loài côn trùng có mật độ cao vào thời điểm nhất định trong vụ trồng để có phương án xử lý, ví dụ như bẫy đèn, bẫy dính, kết hợp với quan sát dự báo sâu bệnh trên các thông tin công cộng để bố trí trồng lệch thời gian với thời điểm côn trùng bùng phát phá hại nặng. Việc thực hiện trồng sen, luân canh, thay đổi luân phiên các loại cây trồng trên đồng ruộng sẽ tạo ra khả năng ngăn ngừa được sự tích lũy của sâu bệnh. Đối với những loài sinh vật chỉ chuyên gây hại trên một loài cây, khi gặp các loại cây trồng hoặc giống cây khác, chúng không thể phát triển được, cho nên bị chết nhiều. Một số loài cây có khả năng tiết ra các chất kháng sinh vào đất, có thể tiêu diệt một số loài vi sinh vật và tuyến trùng trong đất. Cây trồng khỏe mạnh sẽ hạn chế bị các loài sâu bệnh. Nếu bị côn trùng tấn công thì khả năng phục hồi nhanh và vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Bà con nên vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại thường xuyên và sau khi thu hoạch để hạn chế nơi trú ngụ của sâu hại, trứng và nhộng trong các tàn dư cây trồng. Cày xới đất sau thu hoạch, phơi đất hoặc lợi dụng thiên địch để tiêu diệt mầm bệnh, ổ chuột, bọ, cắt đứt nguồn gây hại cho vụ tới. Chúng ta đã có một số loại thuốc trừ sâu có thể áp dụng trong trồng rau hữu cơ được các cơ quan chuyên môn cấp phép sử dụng với nguồn gốc từ hữu cơ hoặc vi sinh vật. Khi sử dụng, cần phải đọc kỹ hướng dẫn và tham khảo ý kiến cán bộ chuyên môn trước khi sử dụng cho ruộng rau hữu cơ. Rau hữu cơ có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Vì được canh tác hoàn toàn tự nhiên,
đảm bảo không ảnh hưởng bởi các chất hóa học, nên sẽ tốt cho sức khỏe người sử dụng cũng như có hương vị thơm ngon. Hiện nay, người tiêu dùng đã quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe. Vì vậy, nhu cầu sử dụng các loại rau hữu cơ cũng ngày một tăng, là một trong những xu hướng sản xuất nông nghiệp trong tương lai.